Học dốt lừa dối bà. Hương ơi, có điểm thi đại học rồi đấy, con đã biết chưa? Dạ. Cái mai còn bác Thanh nhận được thông báo điểm thi đại học rồi đấy, con đã nhận được chưa? Con... Điểm cũng khá. Thế nào, đỗ không con? Con trượt rồi, năm nay trường lấy điểm cao hơn năm ngoái. Là thật sao? Mẹ có ăn hết cháo không bố? Trời nóng quá nên mẹ con ăn kém hơn, dỗ mãi mới ăn được lưng bát. Thôi ăn cơm đi con, nguội hết cả rồi. Vâng ạ. Không đổ thì ôn thi tiếp. Con đừng buồn, nhìn con buồn bố cũng nản lắm. Con hết buồn rồi, bố đừng lo. Ừ, cố mà ôn để sang năm thi lại con ạ. À, bố à, sang tháng con muốn lên thành phố phụ giúp dì Hoa bán hàng. Cũng được con ạ. À, cảm ơn anh. Lần sau anh lại ghé cửa hàng nhé. Ơ, bố. Tại sao con lại nói dối bố? Con... Tại sao con lại nói dối bố chuyện con đỗ đại học? Tại sao con lại tự hủy đi ước mơ của mình? Bố ơi, làm thế nào mà con có thể đi học được khi mẹ đang bệnh? Làm thế nào mà con có thể để bố một mình vật lộn để vừa chăm mẹ vừa nuôi con học đại học? Con rất mong được vào đại học, nhưng lúc này con cần phải làm những việc quan trọng hơn. Con đã xin bảo lưu kết quả, đợi đến khi mẹ khỏi bệnh thì con sẽ đi học lại mà. Bố ơi, bố đừng giận con. Con làm vậy chỉ vì đi sau các bạn vài bước thôi, con có từ bỏ ước mơ của mình đâu ạ. Con gái ngốc, dù là lý do gì thì con cũng phải nói thật với bố chứ. Con xin lỗi, từ giờ con sẽ không nói dối bố nữa. Cậu bé đánh giày. Chú có đánh giày không? Chú ơi, chú đánh giày đi. Chỉ mất vài phút thôi, đôi giày sẽ bóng loáng. Ta không có nhu cầu đâu, cháu đi chỗ khác đi. Cô chú có muốn... Thằng bé kia, ra ngoài mau, cấm lãng vãng trong này. Vâng ạ. Tội nghiệp thằng bé. Anh phục vụ ơi. Dạ, anh cần gì ạ? Anh đem cho cậu bé kia một chiếc bánh ngọt giúp tôi. Trông nó có vẻ đói lắm. Anh không cần phải làm thế đâu ạ. Bọn trẻ lang thang đói rách ở phố này nhiều lắm. Anh để ý đến chúng làm gì? Anh cứ đưa bánh cho thằng bé hộ tôi. Tùy anh vậy. Thằng bé làm gì ở mãi đây vậy nhỉ?
Ôi, ông bạn quý của tôi, lâu lắm mới gặp. Hùng, Hùng đấy à, dạo này anh sao rồi? Tôi khỏe, tôi có việc ghé qua thành phố này. Vậy mời anh vào nhà tôi chơi. Nào, ta đi thôi. Nam này, nãy giờ anh có để ý không? Một thằng bé cứ lẻo đẻo theo chúng ta suốt cả đoạn đường. Liệu nó có ý đồ gì không? Sao cháu cứ theo ta mãi vậy? Cháu cần ta giúp gì à? Dạ, không ạ. Cháu chỉ muốn gặp được chú để nói lời cảm ơn. Cháu cảm ơn chú vì miếng bánh ngọt chú đã cho cháu ở quán cà phê ạ. Ồ, hóa ra... Chúc chú một ngày tốt lành. Hóa ra cậu bé đợi chờ và đi theo mình chỉ để nói một lời cảm ơn thôi. Zimasum với công thức độc đáo từ thảo dược, an toàn, lành tính, giúp giảm mỡ máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Zimasum nhập khẩu bởi Sun Pharma. Túi bánh rán của bà. Nhất bà Hoa nhé. Lần này ra thành phố ở với con tha hồn mà ăn mặc sung sướng. Từ giờ hết cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tôi cũng không nghĩ là cháu nó lại đón tôi lên thành phố ở cùng. Quan trọng là được sum vầy cùng con cháu thôi bà ơi. Sao đợi cả tiếng đồng hồ mà không thấy thằng Quân ra đón? Liệu nó có gặp chuyện gì không? Mẹ, con xin lỗi đã đến muộn. Hôm nay cơ quan con có cuộc họp không về sớm được. Còn nhà con thì bận đi đón bé My. Mẹ cứ lo con gặp chuyện gì, không sao là tốt rồi. Mẹ nhanh lên xe còn về, đường tan tầm hay kẹt xe lắm. Ê, để bà múc cho con. Bà xin lỗi, tại bà vô ý. Khổ thân con tôi. Mẹ phải cẩn thận một chút chứ. Thế này thì có chết không? Thôi nhanh đưa con vào rửa nước lạnh. Để em còn xịt thuốc bỏng cho con, nhanh lên. Con có chút việc bận, lát mẹ đi đón bé My giúp con nha. Có việc gì cứ đi đi con. Trường mầm non gần nhà, mẹ đón cháu rồi về luôn, đừng có đi đâu, nguy hiểm lắm. Mẹ nhớ rồi. Bà ơi, bà có việc gì không? Tôi đi đón cháu nội chú ơi. Hóa ra bà đi đón cháu, mà bà ra sớm thế làm gì? 30 phút nữa mới tan trường mà. Ôi thế à chú. Bọn trẻ bây giờ học gì mà nhiều thế, gần 5 giờ chiều rồi còn chưa tan học. Muộn thế này chắc con bé đói lắm rồi đây. Thôi mình đi mua cho nó mấy cái bánh rán, nó ăn cho đỡ đói. Sao bà quay lại muộn thế? Tôi đi mua cái bánh, bị lạc đường, giờ mới tìm được đường quay về. Trường tan lâu rồi bà ơi, các lớp về hết rồi. Trời, thật vậy hả? Còn cháu nào trong trường không chú? Tất cả học sinh về hết rồi bà ơi, trong trường không còn ai cả. Trời, thế con bé đi đâu? Phải làm sao bây giờ? Tìm con bé ở đâu đây? Tất cả là tại anh. Đang yên, đang lành lại đón bà ra ngoài này làm gì? Em đừng có làm mọi thứ rối bời thêm nữa. Bé My đã ở nhà rồi, giờ quan trọng là phải tìm được mẹ. My, thế khi con tan trường có thấy bà ở cổng không? Không ạ, con đợi mãi mà chẳng thấy bà đâu cả. My ơi. Mẹ đi đâu mà chúng con tìm mãi không thấy? Con không yên tâm nên đã dặn mẹ là phải đi đón con bé rồi nhanh mà về. Thế mà...
Mẹ xin lỗi. Mẹ chờ con bé không thấy nên... Không thấy thì mẹ phải đợi chứ. Mẹ xin lỗi, mẹ đợi cây mi một lúc không thấy, nên mẹ tranh thủ đi mua cái bánh tráng cho nó. Mẹ sợ con bé bị đói. Mẹ xin lỗi. À, bánh tráng, bà ơi, bà mua bánh cho con ạ. Con thích lắm. Bánh của cháu đây. Bà sao thế? Bà không sao. Có thể mai bà sẽ về quê vì có chút việc cháu ạ. Anh hai. Ông ơi, sao đỡ bỏ mẹ con tôi ra đi sớm thế? Ông ơi, tôi phải làm gì để nuôi hai con ăn học bây giờ? Nếu chúng nó phải nghỉ học thì người làm mẹ như tôi sẽ khổ tâm lắm. Mẹ, khuya lắm rồi sao mẹ không ngủ? Để mai đăng tiếp đi mẹ. Sao giờ này mà con vẫn còn thức? Mẹ phải đăng nốt để mai giao cho người ta còn có tiền đóng học cho các con. Từ mai con sẽ nghỉ học, con sẽ đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi em ăn học. Sao thế được? Con phải đi học chứ. Ba mất rồi, một mình mẹ làm sao nuôi nổi hai anh em con ăn học. Con lớn rồi, con sẽ đi làm. Còn em Hậu, nó cần phải được đi học mẹ ạ. Ôi, Hùng ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ đừng lo, con không sao đâu. Con cũng đâu có thích đi học. Thằng Tèo nói, nhà ông luôn thuê cả trẻ con làm việc. Con sẽ đến đó làm, mẹ cứ để con đi. Khổ thân con tôi. Hôm nay con được 10 điểm đó. Qua, em trai anh giỏi ghê ta. Ngày mai anh hai sẽ mua đồ chơi cho em nha. Hoan hô anh hai. Ráng học giỏi để không phụ lòng anh hai nghe con. Anh hai vì con mà hy sinh rất nhiều đó. Sau này lớn lên, em sẽ nuôi anh hai. Anh hai ha, nhớ lấy nha cu cậu. Hay chỉ giỏi lẻo mép. Đến nơi rồi mẹ. Chú Hậu tổ chức đám cưới ở đây nè. Cả đời mẹ chưa bao giờ được đến nơi nào sang trọng như thế này con à. Cả bộ đồ đang mặc nữa, mẹ cứ thấy sao sao ấy. Đồ chú ấy gửi về biếu mẹ, mẹ phải mặc cho chú ấy vui chứ. Nhà mình có phúc nên chú Hậu mới giỏi giang thành đạt thế này đấy. Mẹ, anh hai. Sao bây giờ mẹ với anh hai mới đến? Khách khứa họ sắp đến đủ cả rồi. Lần đầu tiên lên thành phố nên anh cũng hơi bỡ ngỡ, tìm mãi mới được đường đến đây. Chú thông cảm, em đã vẽ đường thế rồi mà. Mà hôm nay đám cưới của em, sao anh hai ăn mặc kỳ vậy? Em đã gửi đồ về cho mẹ với anh hai rồi mà, anh hai không nhận được sao? Anh nhận được rồi, nhưng những đồ như thế anh mặc không quen, cứ thế này cho thoải mái. Khách khứa đến đây ai cũng ăn mặc lịch sự. Anh mang tiếng là anh trai của chú rể, lại xuề xòa thế này thì... Em đã mất công mua đồ gửi về còn không mặc. Sắp đến giờ làm lễ rồi, có thay đồ cũng không kịp nữa. Hậu, thôi, em đưa mẹ vào trước cho kịp giờ làm lễ. Tự nhiên anh thấy hơi chóng mặt, chắc anh phải tìm chỗ nào mua mấy viên thuốc uống đã. Không, mẹ con mình vào trong đi mẹ. Kệ nấy. Kìa, mẹ sao thế? Ngày xưa, thằng Hùng nó nghỉ học đi làm từ lúc 10 tuổi để nuôi con ăn học. Được miếng cá, miếng thịt, tấm áo đẹp đẽ cũng nhường hết cho em. Thế mà bây giờ con đối xử với anh trai mình như thế sao? Con... Mẹ ra ngoài tìm anh con, lúc nào làm lễ thì mẹ vào.
Em biết lỗi rồi. Thế nào? Ông dạo này thế nào? Còn bị ông Trương đè nén nữa không? Tôi đã bảo ông chuyển đi chỗ khác mà làm. Làm việc ở đấy không làm được đâu. Đó là ông không thích nghi được thôi. Chứ tôi vẫn làm tốt mà. À, mà bà Thi vợ ông đó dạo này nhìn có vẻ khác ha. Nhìn cô ấy tròn hơn hồi xưa. Hôm trước nhìn thấy ngoài đường mà tôi không nhận ra nữa. Ui dào, vợ ông thì khác gì vợ tôi mà cười. Thì đó là tôi không chú trọng thôi. Chứ tôi mà bắt cô ấy giảm cân thì lại đâu vào đấy thôi. Ui dào, vợ ông thì có mà giảm đằng trời. Ơi này, ông có dám đánh cuộc với tôi không? Nếu một tháng nữa vợ tôi với vợ ông ai giảm được nhiều cân hơn thì người kia phải khao nha. Được, tưởng gì chuyện đó thì đơn giản. Ôi trời ơi, cái ông kia có về ngay không hả? Ngày nào cũng bảo làm thêm thế này đấy hả? Thôi, vợ tôi nó phát hiện ra rồi. Tôi về đây, ông nhớ bộ cá cược đấy. Này, từ từ đã. Cái thằng trông thế mà hèn. Đây, anh đặt ở đây cho tôi. Thôi, chào anh nhé. Vâng, cảm ơn anh. Anh mua cái gì thế? À, anh mua cho em cái máy tập chạy, tập giảm cân tốt lắm đấy. Ôi, em cũng cố thử nhiều lần rồi, không ăn thua gì đâu. Đấy là em tập không đúng cách thôi. Em cứ nghe anh, tập với cái máy này, đảm bảo chỉ một tuần thôi là em thấy khác ngay. Vậy hả? Thế thì tập luôn, tập luôn. Nào, xong chưa? Đợi em một tí. Xong rồi. Máy với chạm móc, khó chết đi được. Thôi em chịu thôi, không tập nữa đâu. Ấy kìa, đấy là em chưa quen thôi, phải cố lên chứ. Nào, thử lại lần nữa đi. Nào, uống đi. Thôi hôm nay tôi khao ông. Tôi bó tay với vợ tôi rồi. Thế ông bảo vợ ông giảm cân thế nào? Không ăn thua hả? Thì tôi đăng ký cho cô ấy một lớp tập aerobic. Nhưng mà tập về cô ấy lại ăn nhiều hơn, ăn khỏe hơn. Thế là đâu lại vào đấy ông ạ. Nàng giải quá. Thế vợ ông thế nào? À, tôi mua cho vợ tôi cái máy tập chạy. Ngày nào cũng bắt cô ấy tập ở nhà. Vậy hả? Thế có hiệu quả không? Thì đấy, chạy một tháng rồi, cô ấy mới chỉ giảm hỏng 4 cái máy thôi. Còn giảm cân thì nửa cân cũng chẳng giảm được. Hả? Zimasum với công thức độc đáo từ thảo dược, an toàn, lành tính, giúp giảm mỡ máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Zimasum nhập khẩu bởi Sun Pharma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.